Hello, chào mọi người và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tukubi Channel. Thì hôm nay mình sẽ đem đến các bạn một cái chủ đề, và như thứ đề các bạn biết rồi, thì chúng ta sẽ vào phần intro nè, rồi phần quảng cáo nè, rồi chúng ta sẽ bàn luận sau. Và khi ghép vào lô 3, anh em mua Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus thì anh em hãy loot những cái đồ này khá là vui. Ví dụ như là Galaxy Fit chúng ta sẽ có giá là 1.790.000. Tai nghe AKG i500 chúng ta sẽ có giá là 1.790.000. Galaxy Buds chúng ta chỉ còn 2.990.000. Pin sạc dự phòng không dây còn 890.000. Và một cái Rear View Cover Note 10, Note 10 Plus chỉ còn giá là 990.000. Thì link mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em có thể xem qua cái chương trình giảm giá khủng này nha. Trở lại vấn đề của chúng ta thì mình sẽ đem đến vấn đề là Samsung Galaxy Note 10 khi vào các cái nhà đại lý nào, hoặc là những người đã mua về xong bán ra với mức giá rất là rẻ. Và như các bạn thấy, nếu các bạn ở trên những cái trang mạng xã hội của những Samfan này, hoặc là những cái trang mua bán điện tử, thì chúng ta có mức giá giảm đâu đó khoảng lên tới 2-3 triệu, và ở cửa hàng cũng vậy. Vậy tại sao vậy? Và nếu các bạn muốn mua Samsung Galaxy Note 10 Plus thì các bạn hãy tham khảo giá tại Bạc Long Mobile, hiện tại đang có giá rất tốt là 26.990.000. Cùng với đó chúng ta sẽ có rất nhiều những cái voucher giảm giá và quà tặng kèm theo. Chứ qua ra sẽ có giá rất là tốt và mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả. Và nếu các bạn là một iFan khi xem video này thì các bạn sẽ nói thế này: Samsung tuổi như giá bằng iPhone. Và sau khi phỏng vấn một vài những cái nhà phê cần học thì họ lại cho ý kiến thế này: em thấy giá giờ còn cao quá, đợi chừng nào xuống 10 triệu mua luôn. Và nếu như bạn là một Samfan chân chính giống như mình đó thì các bạn sẽ nói rằng là tại vì chúng ta đã trừ đi một đống quà có giá trị rồi cho nên là chúng ta có mức giá tốt như vậy. Có, từ từ đi, mày ngồi đó, người ta sẽ tính với mày. Rồi các bạn có thể thấy sau lưng mình hiện tại là rất rất nhiều quà của Samsung Galaxy Note 10 khi các bạn mua. Và bản mình mới mua đây, thì các bạn nào muốn thanh lý con này thì có thể liên hệ mình hoặc là Bạch Long Mobile. Rồi thì chúng ta sẽ có một con Galaxy Fit nè. Chúng ta sẽ có một cái review của Note 10, review rất là xịn nha, có led, dãy led này nè. Rồi rất rất nhiều khác, thì đây mình có một con Galaxy Buds mình dùng rồi. Thì các bạn có thể tới Bạc Long Mobile mua con Note 10 Plus thì mình vẫn còn con Galaxy Buds này. Đó, đó là tất cả những cái món quà mà các bạn có thể nhận được khi các bạn mua tại Bạc Long Mobile. Và tổng tất tần tật những đống quà này thì nó có mức giá đâu đó khoảng 6 triệu. Và những cái cửa hàng, những cái đại lý đi, họ mua về có quà này xong họ lấy, họ gọi là thu quà lại để các bạn có mức giá tốt hơn. Và với cái gì quà này thì các bạn biết là nó bay cao hay xa về đâu rồi đó. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười. Và cái điều này cũng đúng với lại những cái bạn nào mà đã mua Samsung Galaxy Note 10 Plus đặt hàng trước á, thì mình sẽ có cái quà này, và sau khi về bán quà lại hoặc là bán máy lại giá rẻ bèo đó thì chúng ta sẽ được lời bỏ quà hoặc là lời tiền để khi chúng ta mua máy. Giống mình ăn gì mà khôn đấy, đúng là con trai của ta. Và với những con máy flagship hoặc là những con máy ra mà có kèm những bộ quà như thế này thì không có lạ gì so với các bạn, nó kiểu như là một cái truyền thống rồi. Sau khi xong bỏ quà ra lấy tiền, bỏ quà ra lấy tiền, nó đã có cái này rất là lâu, chắc hẳn các bạn cũng biết rồi. Mà nên cái video này thực chất các bạn bấm vào thì các bạn cũng gọi là đã biết được phần nào tại sao nó rẻ rồi, đúng không? Và ở video này thì mình sẽ đưa các bạn tới một cái chân trời khác hơn, khác chút xíu với chủ đề hôm nay chúng ta nói, là tại sao Samsung họ lại không để một cái chiếc điện thoại như là con Note 10 Plus này với mức giá của nó luôn mà phải tặng thêm quà 6 triệu. Thì theo mình nghĩ là đây là một cách để nâng tầm giá trị sản phẩm lên. Đó, ví dụ như hết quà đi thì con này bây giờ thì mua ngoài chắc cũng 25-26 triệu. Hoặc là các bạn mua rẻ hơn bỏ quà thì nó cũng có mức giá tốt hơn. Thì với những cái con máy như thế này, nếu hạn muốn đem so sánh với những con máy không có quà luôn, ví dụ như là iPhone đi, thì với mức giá cao nó sẽ có một cái tầm xứng để cạnh tranh hơn. Ví dụ người dùng chúng ta đơn giản, các bạn có thể nhìn ở những bạn bè chúng ta hoặc ở Việt Nam, thì nếu các bạn cầm một con máy càng nhiều tiền thì đương nhiên là với việc con đó càng xịn nè, nó càng sang nè kiểu, đúng không? Thì ở đây, vấn đề ở đây cũng là như vậy. Rồi và với cái việc mà bán rẻ nó như vậy, nó để lại những cái hậu quả như thế nào? Và với những cái việc mà chúng ta bán rẻ lại như vậy thì nó gây những một cái hậu quả nhất định. Ví dụ như là nếu các bạn là những người đặt hàng đời đầu đi, sau khi mua máy về vừa bóc hộp ra là bay 5 triệu, xong rồi vừa bóc siêu ra phát bay thêm 5 triệu là mất 10 triệu. Ủa, 10 triệu thôi đâu? Ở đâu ấy?
Mày bị điên à? Và thật sự là với những cái việc mà mua xong rồi giá giảm ngay như thế này á, nó tạo cái tâm thế rất là chán đời cho cái kiểu người nào mà muốn mua sớm. Và ví dụ như mình đi, mình chốt dài mua con này đó, thì kiểu mình cũng chả biết nữa tại sao nữa. Bây giờ anh em trên mạng bán lại rẻ hơn nhiều. Đó thì các bạn thể xem. Các bạn chắc ai đã tìm hiểu cũng coi video này thì người đó cũng biết rồi là tại sao rồi. Rồi và tóm gọn cái video này mình muốn chia sẻ với anh em vui vui, và anh em có suy nghĩ gì thì hãy comment phía bên dưới. Và nếu anh em muốn sở hữu Samsung Galaxy Note 10 có phiếu mua hàng, có luôn cả cái con Galaxy Buds hoặc có những cái phần quà này, thì các bạn có thể đến ngay vào Long Mobile, thì ở đây có mức giá tốt và chúng ta sẽ có trừ quà. Và giá nó còn trừ quà rồi nó còn tốt hơn nữa, thì nghe đồn là dưới 20 triệu còn Note 10 Plus hoặc là Note 10 gì đó mình không biết. Thì cũng không có tìm hiểu giá nhiều nên anh em thông cảm, hay click vào cái đường link phía bên dưới phần mô tả thì mình sẽ để giá cũng như là thông tin của những chiếc điện thoại này. Và giá sẽ thay đổi nha, chứ không phải là mình nói xong rồi ngày hôm sau nó vẫn giá vậy đâu. Thì anh em phải click sớm xíu để coi giá tốt. Rồi đó là chia sẻ và tất từng tầng những cái video của mình. Thì video này mình muốn nói với anh em là hãy đến mình lau bùa đồ đi. Rồi, và nếu anh em có thấy video hay thì hãy like và share. Đừng quên hãy subscribe và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Rồi, và những bài test Samsung Galaxy Note 10 cũng có trên kênh rồi, thì anh em hãy nhớ đón xem và rồi hãy subscribe đi. Rồi, đó là hết video rồi. Rồi, hết. Nói chung là hết rồi đó. Tắt máy giùm tôi cái.